Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chắc các bạn không lạ với từ khóa là hip dip này, mông quả đào hay là những bài tập dành cho mông hóp rồi đúng không? Tại vì đây là vấn đề của rất nhiều người đang mắc phải. Đó là các bạn có phần mông ngoài không được tròn, căng và đầy. Vậy câu trả lời cho các bạn rằng có bài tập nào để giúp các bạn có thể có được phần mông đẹp hơn không? Câu trả lời là có nhá, bởi những cái bài tập ngay sau đây sẽ giúp cho các bạn có một phần hông nhìn săn chắc, tròn trịa hơn. Lưu ý là chúng ta sẽ tập từ 2 đến 3 buổi một tuần và lặp lại bài tập từ 2 đến 3 round trong quá trình luyện tập để đạt được hiệu quả tốt nhất nhá. Ngay bây giờ thì các bạn hãy tập luyện cùng mình và tự cảm nhận xem là bài tập này có hiệu quả không. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Nào mình cùng đến với động tác đầu tiên, động tác Line Side Leg Clip. Đây là động tác mình cực kỳ thích tại vì nó tác động vào phần mông ngoài rất nhiều. Lưu ý động tác này đó là các bạn phải hướng mũi chân xuống sàn nhé. Thả lỏng toàn bộ phần đầu gối này và cổ chân của mình. Nhóm cơ duy nhất mà các bạn cần sử dụng đấy chính là nhóm cơ mông ngoài. Như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy phần cơ được tác động nhiều hơn. Nào bây giờ thì thay vì đưa lên một lần, chúng ta sẽ lên và nhấp 3 lần. Những động tác nhấp thế này sẽ giúp các bạn nhấp và siết sâu được phần cơ chúng ta cần tập. Mình sẽ làm từ 5 đến 15 lần nhé, tùy vào khả năng của mỗi người. Nào các bạn giữ lại và sau đó mình sẽ nhấp liên tục 10 lần. Hít thở. Bây giờ mình đã cảm thấy phần mông ngoài cực kỳ mỏi rồi. Và nếu các bạn tập cùng với mình, các bạn sẽ cảm nhận được điều đấy. Nào, tiếp tục nhấp. Động tác tiếp theo chúng ta có kết hợp knee up và side leg lift. Các bạn sẽ co đầu gối vào ngực và sau đó duỗi thẳng chân, đá gót chân của mình lên trần nhà. Kết hợp hai động tác này để có thể giúp phần cơ mông của mình tác động nhiều nhóm cơ hơn và còn mỏi hơn nữa. Nào mọi người đến với động tác tiếp theo, động tác front kick. Và động tác này chúng ta sẽ giữ và nhấp 10 cái. Tiếp tục với tổ hợp chuỗi động tác là động tác side V crunch with toe tap. Hai mũi chân của mình sẽ chạm vào nhau và lưu ý động tác này nhé. Đó là các bạn có thể thấy chân ở bên dưới của mình giữ nguyên và mình chỉ sử dụng phần chân ở bên trên để hạ xuống mà thôi. Phần chân mình sẽ thả lỏng và sử dụng nhóm cơ mông ngoài để chạm hai mũi chân vào nhau. Nào, bây giờ thì mình sẽ giãn cái phần cơ mình vừa tập ra một chút. Các bạn cảm thấy thế nào sau khi luyện tập một bên? Chắc chắn là chúng ta bây giờ đang cảm thấy phần mông ngoài rất đau đúng không? Nhưng phải tập luyện như thế mới có thể đạt được hiệu quả các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm tương tự tất cả tổ hợp vừa xong một lần từ đầu đến cuối. Các bạn sẵn sàng chưa? Line side leg lift bắt đầu. Cố gắng là chúng ta tác động được càng nhiều vào nhóm cơ càng tốt, vì vậy các bạn phải để cho biên độ của mình là thật rộng nhé. Các bạn có thể thấy mình khi co gối lại thì mình co rất là nhiều và khi đá lên mình cũng đá rất cao.
để nhóm cơ được tác động nhiều hơn. Rồi, đến với động tác front kick và nhấp. Cố lên nào các bạn ơi, mình biết bạn rất là mệt. Mình cũng thế, nhưng ta cần phải cố gắng nhá để đạt được mục đích. Nào, tiếp tục nhấp 10 lần. Động tác cuối cùng trong tổ hợp động tác của mình, side V crunch with toe tap, tương tự như bên vừa xong nhá. Nào, thả lỏng chân ra và chỉ sử dụng nhóm cơ ngoài để tập thôi. Cố lên, đây là động tác cuối cùng rồi. Bây giờ hít thở và giãn nhóm cơ chúng ta vừa tập, chính là nhóm cơ mông đùi ngoài của mình. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là chúng ta đã cảm thấy rất là đau và mỏi ở cái phần mông ngoài của mình rồi đúng không? Mình mong là các bạn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình luyện tập nhá. Đừng quên là quay trở lại theo dõi những video tập luyện hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye guys!